4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Con quay kim lại. Các bạn quay kim lại và bỏ ba chân đầu tiên, móc vào chân thứ tư này cho mình là một mũi kép đơn. Một. Các bạn móc cho mình là bốn chân, sẽ là mỗi chân một mũi kép đơn nhé. 2 3 4 2 chân tiếp theo, mỗi chân là một mũi nửa két. 1 này. 2 Hai chân cuối cùng, mỗi chân là một mũi đơn. Và mình đã được một cánh hoa. Các bạn sẽ móc sang đây là một mũi trượt. Ở chân tiếp theo là một mũi trượt. Tiếp theo, các bạn lại lên 12 mũi bính. 1, 2, 3. Các bạn móc tương tự như cánh vừa rồi nhé. Bỏ 3 mũi. 1, 2, 1, 2, 3. Móc vào chân thứ tư này một mũi kép đơn. Ba chân tiếp theo, mỗi chân một mũi kép đơn. Hai chân tiếp theo, mỗi chân là một mũi nửa kép. Hai chân cuối cùng, mỗi chân là một mũi đơn. Tiếp tục móc sang trên bên cạnh này là một mũi trượt. Và mình đã xong cái cánh thứ hai. Tương tự các bạn sẽ móc cho mình tổng là 12 cánh nhé. Móc đủ 12 cánh, các bạn sẽ móc xuống đây là một mũi trượt. Sang đến hàng số 2 của cánh hoa này, các bạn sẽ móc vào mỗi chân là một mũi trượt nhé. Cái phần mép ngoài này nó có vẻ hơi khó lấy một tí, hơi khó lấy nên lên đấy.
Bạn cứ móc lần lượt từ cánh này đến cánh kia nhé. Mũi chân làm một mũi trượt.